Em tên là Giuseppe. 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 Nhưng mà cho người Việt Nam súp lơ. Súp lơ. Tên ngắn hơn vì Giuseppe rất rất ngắn, rất dài. Mà tôi nghe thương quá, tự nhiên. Cái này là mẹ em ở nhà, mẹ cứ bảo cái gì Giuseppe, 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 súp, súp lơ, thôi súp lơ cho nó nhanh. Nhanh. Bạn bao nhiêu tuổi rồi súp lơ? Ờ, em á, em 36 tuổi rồi. Già rồi. 36 tuổi. Rồi. Công việc của súp lơ là gì? Em làm bán kem rào. Bán kem rào. Bán kem rào. Ở nước Đức. Ở nước Đức ạ. Dạ. Với xe tải. Anh ấy có một cái xe kem ạ. Anh ấy chạy đi bán khắp nơi ở nước Đức ạ. Dạ. Là hai bạn gặp nhau ở Đức hả? Dạ không ạ, gặp nhau ở Việt Nam ạ. Khi mà anh ấy sang đây du lịch cách đây 5 năm rồi ạ. Dạ, tình cờ gặp nhau thôi ạ. Rồi, dạ. Mời em giới thiệu về mình. Dạ, em là Thủy Anh ạ, em năm nay 30 tuổi. Em học về ngoại thương, sau đấy thì em sang Ý học thạc sĩ về phát triển bền vững và năng lượng tái tạo. Sau đấy thì em mới kết hôn và hiện tại thì bọn em đang sống ở Ý và Đức ạ. Dạ. À, vậy đó hả? Dạ. Ồ, có nghĩa là tụi em về đây tham gia chương trình này, sau đó là tụi em sẽ đi. Thực ra là lần này về Việt Nam sau 2 năm ở Ý thì bọn em có một dự định là đi vòng quanh Việt Nam. Thì rất là xin lỗi bọn em biến chương trình khi mà đi giày thể thao thế này, tại vì bọn em chạy xe máy từ Bắc vào Nam thì hôm qua vừa mới về đến Sài Gòn. Phải nói là quá đặc biệt và phải nói là thay mặt cho chương trình cảm ơn sự có mặt của hai vợ chồng Thủy Anh và súp lơ. Cảm ơn. Bây giờ em có thể là kể cái câu chuyện tình của hai vợ chồng bạn trước đây như thế nào? Ban đầu đầu tiên đến Hà Nội đi bộ ở Tu Phi A Súc gặp vợ. Muốn em muốn chúc anh và ba cô gái. And she came up talk to me about the camera I used. Tức là em cầm cái camera của ảnh em chụp. Hôm đấy em đi chụp ảnh cho đồng nghiệp ở công ty ạ. Thì đúng cái lúc gấp đấy thì anh ấy cũng giơ cái máy ảnh lên chụp. Thế là nhìn thấy cái máy ảnh của anh ấy chụp xịn quá. Vâng, thế xong em quay ra bắt chuyện thì bọn em chỉ nói chuyện về máy ảnh, rồi sau đấy buổi tối hôm đấy mới hẹn nhau đi cà phê. Thế là vâng, nói chuyện về các chuyến đi và tình cờ phát hiện là cả hai đều rất là ham đi. Là ham chơi đấy, dạ, ham chơi. Ấn tượng đầu tiên của súp lơ khi mà nhìn thấy Thủy Anh xinh quả. Xinh quả. Xinh quả. Xinh quả. À, anh thích nói với cô gái này. Thích nói chuyện với cô gái này. Nhưng mà tình yêu sau đó. Tình yêu sau đó. Chậm chậm. Gặp hàng ngày. Sau đó anh cắp. Anh cắp về Ý. Để lâu ngày anh cắp. Thế còn Thủy Anh thì sao? Ấn tượng đầu tiên của em về súp lơ là như thế nào? Không có thích ạ. Thấy tự dưng thấy một chàng trai rất là bạo ấy, nói chuyện rồi nói tán tỉnh rất là ngọt ngào ấy. Ví dụ như là anh có thể đưa em về được không? Anh muốn bảo vệ em khỏi cơn gió lạnh đêm nay chẳng hạn. À, cái này là trên túi tiên này gọi là thả thính đó. Mà khổ mới gần đầu gặp nhau mà em bảo bình thường là người nước ngoài sang Hà Nội rất sợ đi xe máy chẳng hạn, vừa mới tạm biệt nhau ra khỏi quán cà phê anh đã lên ngồi luôn xe máy của em rồi và anh bảo để anh đưa em về nhà. Ôi em bảo ôi chưa gì mới ngày đầu tiên mà đã bảo đòi đưa về nhà, mình đã bảo chắc chắn có ý đồ xấu hay là như thế nào rồi. Thế là em từ chối hết. Em bảo không. Nhưng mà súp lơ biết chạy xe máy hả? À, không, ở Ý anh ấy chạy xe máy nhiều ạ. Anh ấy là quê ở Sicily ạ, đất của bố già đấy ạ. Ôi trời ơi. Bố già. Godfather. Và thực ra khi đến Sicily thì mới thấy là ở đấy cái văn hóa nó rất giống người Việt Nam mình. Và họ cũng chạy xe máy các thứ thì anh ấy chạy xe máy rất là tốt. Dạ, anh ấy chạy xe máy rất là tốt. Nhưng mà lúc đó là em có sợ không? Dạ, em từ chối. Thì sau đấy thì đến một ngày thì anh ấy bảo là anh đã quyết định mua vé anh đi tiếp rồi, anh không chào tạm biệt em nữa, anh đi luôn đây. Thế là em rất là sốc, em bảo mấy ngày vừa rồi gặp nhau nói chuyện cà phê thì rất các thứ. Thì anh ấy bảo là mãi sau anh mới khai là anh mà sợ anh ở lại thì anh sẽ không thể đi được nữa mất. Tức là em không hề có cảm giác gì đâu, nhưng mà đến lúc đấy mới bị hẫng ấy. Anh ấy bảo là anh nghĩ là anh có một cái cảm giác gì đấy rất là khác lạ với em, nhưng mà anh nghĩ là chúng mình cũng không biết nhiều về nhau, các khác biệt văn hóa nó quá là xa. Thì anh không nghĩ là mình có thể tiếp tục được nên anh quyết định là anh sẽ đi tiếp. Thì xong đến tự dưng đến 2-3 giờ sáng anh lại nhắn tin bảo em ơi dậy không nói chuyện với anh một chút thôi. Thế là lúc đấy thì hai người mới cởi mở chia sẻ là đúng là cả hai đều có cái một chút cái cảm tình cái cảm giác khác khác lại với nhau. Anh hiểu không? Anh cười anh có hiểu không? Anh có hiểu không? You understand? Hiểu.
5% Hiểu rồi. Thì bao lâu thì hay đâu thì sau đấy anh ấy quyết định hủy vé ạ. Bọn em có thêm một tuần để có thể tìm hiểu. Nhưng mà rồi sau đó thì bao nhiêu lâu thì em quyết định chính thức yêu bạn này rồi là cùng với bạn này? Sau đấy là bạn ấy tiếp tục đi xuyên Việt một tháng của bạn ấy và xong ấy từ Sài Gòn bạn ấy sang Campuchia. Thì sang Campuchia vì một số cái hiểu lầm thì em quyết định em cắt liên lạc. Thì lúc đấy em block Facebook các thứ hết. Thì em quên không block cái email. Thì đến hôm sau em mới mở thì một loạt tin nhắn email ở đấy là em ở đâu, em làm gì, tại sao em giữ im lặng rất là nhiều, anh đã làm gì sai thế này thế nọ thế kia các thứ. Thì xong em chỉ biết một cái là em không thích cái mối quan hệ như thế, em rất rõ ràng. Thế nên là anh sống cuộc sống của anh đi và đừng các thứ nữa. Anh bảo không, anh đã biết cái tình cảm của anh và anh cũng thật là ngu ngốc. Lẽ ra anh phải ở Việt Nam bây giờ, tại sao anh lại ở Campuchia? Em ở đâu anh sẽ bay về anh gặp em ngay bây giờ. Nhưng mà lần đó anh có bay về không? Không, em không cho, tại vì em đang ăn Tết ở nhà. Thì ra Tết một tuần em lại có lịch vào Sài Gòn, em đi công tác. Anh ấy từ Phnom Penh anh ấy về Sài Gòn luôn và anh ấy đón em ở sân bay. Anh ấy mới dẫn em về chỗ khách sạn thì em rất là ngạc nhiên, rất là sốc khi mà em mở cái phòng ra em thấy có một cái giường đầy hoa hồng với một cái card là ghi là đấy là anh gần gọi là romantic. và sau này mới biết là anh ấy còn đi mượn kéo của anh lễ tân á, tại vì cái hoa hồng của mình nó có gai, thế là về phải đi cắt từng cái gai một á. Rất là sau này mới biết là rất là xúc động. Tụi em yêu nhau bao lâu? Bọn em yêu nhau 3 năm, yêu xa như vậy ạ. Bao lâu thì mới được ở gần nhau? Sau đấy thì anh ấy quyết định không sang Việt Nam nữa. Thì anh quyết định là dồn toàn bộ cái tiền tiết kiệm của mình. Anh ấy sang Đức anh lập nghiệp. Tức là anh ấy tự mua một cái xe kem của mình để chạy riêng đấy. Thì đấy là mùa đầu tiên anh ấy sang Đức. Thì bọn em quyết định là đi tìm học bổng. Tại vì em rất là muốn đi học. Em muốn đi học thạc sĩ thì em hướng tới là em đi học ở châu Âu. Đến cái lúc xin học bổng thì em giải rất là nhiều nước thì lúc nào bị trượt. Mà đến đúng cái thời điểm gần cuối năm thì lại được một cái học bổng đấy, học bổng của Đại sứ quán Ý. Trời tính là đó, trời tính là đó. Trời. Sau 10 ngày thôi, tức là em nhận cái visa đấy và 10 ngày sau em đi học luôn. Bố nói nghe nè, xin lời. Khi mà anh nhận được tin rằng là Thủy Anh nhận được một cái học bổng là sang Ý học đó, thì anh có vui không? The happiest man in the world. Very, very happy. Yes. The first step was closer. Closer. Thì sau bao lâu thì cưới? Em sang được mấy tháng thì anh ấy có ngỏ lời kết hôn. Tại vì anh bảo là anh thấy em làm giấy tờ rồi đi lại nó vất vả quá. Thế anh mới bảo là thế thì mình kết hôn đi. Tại vì để anh sang Đức anh làm việc chắc để cho yên tâm ấy chị. Thế là bọn em kết hôn ở Ý. Xong rồi anh sang Đức làm việc. Còn em thì học ở Milan. Em học bao nhiêu mấy năm? Em học hơn một năm thôi. Nhưng mà năm ngoái thì sau khi học xong hết rồi thì em lại sang Đức. Hai chồng đi bán kem chung với anh không? Có. Em có thể chia sẻ chút xíu về cái công việc bán kem mà. Nghề bán kem của anh ấy thì nó rất là thú vị. Anh ấy gọi là một nghề, gọi là nghề đi bán niềm vui. Cái xe kem của anh ấy cứ đi, anh cứ reng này nè. Rồi nhiều chuyện vui hay là nhiều chuyện buồn khi mà em đi làm chung với anh không? Thực ra cũng vui, cũng có buồn, cũng có. Nhưng thực ra cũng buồn một cái nữa là tại vì bên Đức thì phải dùng tiếng Đức mà em thì chưa biết tiếng Đức. Thế là cái sự cô đơn lạc lõng nó cũng nhiều. Rồi anh nói tiếng gì? Anh ấy dùng tiếng Đức ở bên đấy ạ. Như vậy là bạn này biết tiếng ba Anh ạ, thứ tiếng, tiếng Đức ạ, tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Đức và tiếng Việt. Một ít tiếng Ba Lan. Em cứ hay đùa là cứ bạn gái ở nước nào thì anh ấy có tiếng nước đấy ạ. Đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Không phải. Mỗi lần mà Súp Lơ tới nhà của Thủy Anh thì nói chuyện với mẹ Thủy Anh bằng tiếng Việt hay bằng tiếng Anh? Tiếng Việt. Vì mẹ không nói được tiếng Anh. Mà nói mẹ có hiểu không? Có thể hiểu ít tiếng Anh nhưng mà không tốt lắm. Ngôn ngữ điệu bộ cơ thể. Nhưng mà mẹ đang học tiếng Anh nhanh hơn con học tiếng Việt. Tiếng Việt. Mà mẹ 60 tuổi rồi. Mẹ 60 tuổi rồi. Súp Lơ có thể kể một câu chuyện vui về cái chuyện mà Súp Lơ và mẹ vợ nói chuyện với nhau? Trời ơi, không, sao cái này anh ấy chắc không biết đâu ạ, là bạn sau lại cười. Anh ấy rất là hồn nhiên ạ. Bọn em vừa mới về được mấy hôm thì ngoài Bắc nó nóng ẩm ấy. Thế chắc là bị ngứa, sau đấy ra về rất hồn nhiên. Mẹ ơi, con bị ngứa đi. Thế là cứ ra gãi xong này xong bảo mẹ dẫn con đi mua quần quần xì. Xong lại còn bảo mẹ đây của cỡ của con nó phải sai như thế này. Ôi mẹ, em bảo thế này làm sao mà mẹ dẫn ra chợ được, ở đây không có sai to như vậy.
Dễ thương quá à. Hoặc là có hôm anh ấy ngồi vào bàn ăn thì bên đấy có một món là couscous, đó là một cái hạt ngũ cốc của Bắc Phi á. À. Thì anh mới bảo là mời em ăn, thay vì nói couscous thì anh nói là mời em ăn cục cước. em sắp gần chết, em mới bảo là ôi, anh nói cái gì đó. Anh bảo món này này, couscous. Còn chuyện gì nữa không? Ôi, anh ấy đi trả giá ở mình rất là siêu. Dạ, anh ấy vào Hội An đi mua cái quần đùi thì người ta bảo 170.000, thì anh bảo mắc quá, 50.000 thôi. Trời ơi. Em coi như là em giả vờ em không biết tiếng Việt, thì em sợ là lỡ người ta đốt phong long làm sao đấy, em không có chịu đâu. Không bớt à? Không bớt á, không bớt á. Không dám à? Không bớt. Không dám. Không dám bớt à? Không dám. Cũng may là ông trả giá cái thời điểm đó không phải là mở hàng. Em cũng bảo anh biết cả mở hàng cơ anh ạ, anh biết hết. Xong rồi anh ấy bảo là ừ thì người ta đốt thì thôi, anh sang hàng bên cạnh anh mua. Cô chào muốn. Cuối cùng là anh ấy mua quần đấy với giá 70.000 ạ. Trời ơi, wow, mà nói 150 á. Dạ, 170 á, chứ không phải 170, thì anh mua hai cái luôn. Rồi hai vợ chồng em là đi phượt từ đó. Ngoài Bắc vào trong đây bao nhiêu ngày? Bọn em đến giờ thì cũng được 1 tháng rồi đấy ạ. Dạ, thì bọn em ghi hình ở đây xong ngày mai rồi bọn em lại chạy miền Tây. Có thể chạy sang Campuchia thì lúc đấy tùy theo lịch ạ. Hai người lấy nhau được bao lâu? Đến giờ là gần 2 năm ạ. 2 năm. Dạ. Ông này nhiều tật xấu. Thực ra với em thì tật xấu từ lúc lấy nhau đến giờ thì có lẽ mỗi cái là anh nóng tính ạ. Nhưng mà một khi đã nóng tính thì anh ấy không nghĩ được một cái gì hết, không có quan tâm hậu quả gì hết, là anh ấy muốn làm gì anh làm thôi. Cái đấy là tật xấu nhất. Có nghĩa là cái nóng tính nhất của anh là anh gây lộn với em, hay là anh có va chạm mạnh với em không? Không, anh ấy thì chưa bao giờ, tại vì thứ tự ở bên Ý nó là như kiểu như là trẻ nhỏ này, người già, phụ nữ, chó rồi mới đến đàn ông ấy gì. Thế là họ không bao giờ đối xử với anh ấy việc bạo lực với phụ nữ, với họ đấy là một điều sỉ nhục rất lớn. Dạ, nên là không bao giờ có những cái đấy. Tức là chỉ là ví dụ ra ngoài rồi những cái chuyện khi làm ăn kinh doanh các thứ nó không thuận lợi á, về rồi bức xúc á, nó dễ cáu thôi. Mà hoặc là có một lần em ở thực tập ở Bỉ, thì anh ấy sang Bỉ, lúc đấy là Bỉ cách Ý khoảng 1.200 cây, nửa đêm bọn em cãi nhau một cái gì đấy, anh ấy bảo anh không cãi nhau, anh về đây, anh về Ý đây. Anh ấy dậy anh đóng đồ luôn, nhưng mà ngoài trời 90 độ lạnh chứ, anh chạy xe máy về, anh bảo anh đi đây, anh đi là đi thật, nhưng mà em biết tính rồi thì em cũng cam, em tức là giảm bớt xuống, thì em mới bảo em thôi lại. Nhà em bình tĩnh các thứ, thì anh quyết định ở lại. Thì thường là anh khi mà qua cơn bình tĩnh là anh đi vòng vòng và các thứ, thì anh ấy luôn luôn là người xin lỗi vợ trước. Cái đó là cái tính rất là giống cái tính đàn ông Việt Nam đấy. Đấy ạ. Thế rồi còn Súp Lơ, vợ của Súp Lơ có tính tật xấu không? Cứng đầu, vợ cứng đầu. Cứng đầu. Cứng đầu. Còn gì nữa? Cứ nói đi. Lazy, có lười biếng không? Yeah, lazy, a little bit lazy. Có khó tính không? Khó tính lười, lười, ít lười. Lười. Sometimes, yes. Am I difficult, khó tính? Nó rất ngoan, rất ngoan. Rất ngoan. Rất ngoan. Rất ngoan, nó phải tật xấu. Tốt rồi, tốt rồi. Vậy là không có mong muốn thay đổi gì nữa đúng không? You want me to change anything? No. No. She should never change. Yes. Không phải là no là vợ hoàn hảo đâu ạ, vì biết là vợ không bao giờ thay đổi được. Thế thì chị anh có muốn Súp Lơ thay đổi điều gì? Dạ, thực ra thì cũng vậy đi ạ, tại vì bản thân anh cũng không bao giờ thay đổi được. Tại vì khi mà bọn em kim một vài lần tranh cãi thì mẹ chồng cũng có ra nói chuyện rồi tâm sự, rồi mẹ bảo là con ở bên đây một mình rất là buồn, không có bố mẹ thì có gì phải nói với mẹ, phải kể thật, tức là bộ Súp Lơ có đúng là đối xử với con không tốt hay không. Mẹ chồng em chưa bao giờ hỏi là lý do tại sao cãi nhau có thứ, nhưng luôn luôn mắng con trai mẹ đầu tiên. Bà rất là hay, thế bà lên bà bảo là đấy, tính xấu của Súp Lơ như thế con cũng biết rồi, tức là nếu mà con chấp nhận được thì đi tiếp, còn nếu con cảm giác rất là khổ sở và không chịu đựng được thì con cũng cứ phải nói ra, và nếu không thể đi tiếp thì cũng không sao hết. Tức là mẹ chồng em rất là tâm lý. Thì đấy, nên là bọn em cũng biết là tính xấu của anh ấy là như thế, em là như vậy, nên là cũng chấp nhận nhau rồi ạ. Ok thôi, tụi chị chỉ biết cảm ơn tụi em là tụi em đã đến tham gia với chương trình. Cái điều nữa là thay mặt chương trình, tất cả cái ekip cũng như là khán giả thì cầu chúc tụi em lúc nào cũng hạnh phúc. Cảm ơn. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Anh có một câu hỏi, đó là anh thấy em cầm cuốn sách
Dạ. Đó, không biết đó là cái quyển sách gì ạ? À, đây là quyển sách em viết ạ, trong thời gian em ở Ý. Tên quyển sách đấy là Italy đi rồi sẽ đến ạ. Dạ. Tức là em viết lại toàn bộ cái hành trình của em đi từ tiếng Anh sang tiếng Nhật và tại sao em lại chọn nước Ý như là một điểm để em muốn dành cái cuộc đời mình ở đấy. À, em xin gửi tặng lại chương trình và chúc mọi người có một năm mới rất là nhiều niềm vui ạ. Đây là món quà đầu năm. Cảm ơn. Italy đi rồi sẽ đến. Italy đi rồi sẽ đến. Xin chúc em hạnh phúc nha.